Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ review rất 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 ngắn về Ruel Apply. Hy vọng là nó sẽ ngắn. Thì đây là một hero hồi máu hệ ánh sáng mà sắp tới các bạn có thể có khả năng chọn được nó. Về sơ lược chỉ số của Ruel, các bạn có thể thấy là Ruel có cái hệ chỉ số khá là thiên về mặt phòng thủ. 5.474 máu thì nó cũng thuộc mức trung bình thôi, không có quá cao. Nhưng mà các bạn liếc xuống phòng thủ, các bạn sẽ thấy 798 phòng thủ, gần 800 phòng thủ luôn. Thì đây là một chỉ số phòng thủ rất là mạnh các bạn. Thì ngoài ra, ngoài hai chỉ số đó ra thì những chỉ số khác không có gì đáng quan tâm. Đặc biệt cái là speed chỉ có 98 thôi. Thì nhìn chung mặt bằng của Soulweaver, tức là cái hero hồi máu á, speed nó khá là chậm các bạn. Thì đây cái hệ chỉ số này tăng cờ và chậm, đặc trưng chính của cái đám hero hồi máu. Về bộ chiêu của Ruel có cái gì thì nếu như các bạn sở hữu Destina thì các bạn sẽ thấy bộ chiêu chiêu 1 và chiêu 2 của Ruel nó khá tương đồng với lại Destina. Thì các bạn có thể thấy chiêu 1 là Ruel Apply sẽ bắn cái chìa khóa này ra, tấn công kẻ địch và hồi máu cho đồng minh có lượng máu thấp nhất trong team. Thì các bạn có thể dùng hai cục lửa để soul burn cái chiêu này lên và hồi máu cho cả team. Điểm đặc biệt là cái lượng máu hồi của Soulburn chiêu 1 này nó rất là khủng khiếp các bạn. Nó tương tự như là một cái chiêu 3 của những hero hồi máu mà đại trà hiện tại luôn á. Do đó mà nếu như các bạn ở trong cái tình thế cấp bách nguy cấp mà các bạn cứ dư giả soul ở dưới đây, các bạn hoàn toàn có thể burn và cứu team của mình chỉ bằng một cái cú bắn chiêu 1 này thôi. Với chiêu 2 thì Ruel sẽ hồi máu cho một đồng minh trong team. Nó cũng tựa tựa như chiêu của Destina, tuy nhiên nó mạnh hơn chiêu của Destina ở chỗ là chiêu này sẽ giải hiệu ứng các bạn. Giải hiệu ứng 6, giải tất cả luôn và đồng thời là quăng ra một cái khiên chả bá lửa nữa. Lượng máu hồi của chiêu này không phải là ít các bạn, nếu như các bạn nâng Ruel rất là nhiều máu lên đó, thì khoảng chừng 25-30 ngàn máu gì đó. Nếu các bạn nâng được thì Ruel hoàn toàn có thể nâng max máu của một đứa sát thương chính trong team mình, hoặc là thậm chí một đứa Bruiser luôn. Thì Ruel hoàn toàn có thể nâng gần như max cây máu chỉ với một cái bấm nhẹ vào cái chiêu 2 này thôi, và đồng thời là còn khuyến mãi thêm cái khiên nữa. Do đó mà cái chiêu này nó cũng góp phần nho nhỏ vào cái sự khó chịu của Ruel. Một cái điểm khác là chiêu này chỉ có 3 lượt hồi thôi các bạn. Hồi máu rất là nhiều, một cái khiên rất là to, giả hiệu ứng nhưng mà cũng chỉ có 3 lượt hồi thôi. Cái sự khó chịu tột độ nó nằm ở cái chiêu 3 này các bạn. Thì nói đơn giản, nó chỉ là một chiêu hồi sinh một đồng minh của team mình. Tuy nhiên ngoài việc hồi sinh ra thì các bạn thấy là chiêu này sau khi hồi sinh nó hồi đầy máu của cái hero đó luôn, và đồng thời nó tặng cho một cái buff là invincibility, nghĩa là bất khả chiến bại. Nghĩa là các bạn không thể nhận sát thương nếu như các bạn có được cái hiệu ứng này ở trên người. Đây là cái chiêu hồi sinh được coi là gần như là mạnh nhất trong game á, bởi vì là các bạn có thể hồi sinh team lên xong rồi các bạn bảo vệ cho cái đứa đó. Thì dường như là chưa có cái hero nào mà có khả năng hồi sinh bá đạo như vậy. Ví dụ như là McLui mặc dù có thể hồi sinh nguyên một team luôn, nhưng mà nếu mà hồi sinh không đúng thời điểm thì coi như là phí một chiêu đó, bởi vì kẻ địch hoàn toàn có thể càng quét trở lại. Apocalypse Gravy, nghĩa là con Gravy hệ bóng đêm á, cũng hồi sinh, cũng có bảo vệ, nhưng mà bảo vệ chỉ có một lượt sát thương thôi, trong khi Rel là vừa hồi sinh, vừa búp đầy cái máu lên mà vừa gắn thêm cái hiệu ứng này trên người nữa, nghĩa là không, nếu mà không có strip up là coi như là bất tử luôn cho đến khi mà hero đó tới lượt. Thì đây là cái chiêu khá là mạnh. Nếu như không hồi sinh thì sẽ hoạt động như là một cái chiêu hồi máu bình thường, lượng máu hồi cũng rất là khủng khiếp rồi. Thì cộng thêm cái buff mà bất khả chiến bại cho hero đang còn sống nữa, thì đó là trường hợp nếu như không hồi sinh. Cooldown cũng không đến nỗi quá lâu, cooldown là 4 lượt các bạn, 5 lượt và một lượt nằm ở cái việc mà up chiêu lên rồi giải hết hiệu ứng nữa đó. Nói chung là hai chiêu của Ruel chiêu nào cũng khả năng giải sạch sạch hiệu ứng luôn á. Thì các bạn có thể thấy là một hero trâu bò và bộ chiêu cũng không kém phần là đáng sợ. Với cái bộ chiêu như thế này thì các bạn có thể thấy Ruel phù hợp hơn với vai trò là đi đánh PvP Arena Guild War các thứ hơn là đi PvE các bạn. Bởi vì là PvE, mặc dù Ruel có giải hiệu ứng rất là nhiều, nhưng mà chiêu
Hồi máu toàn là hồi máu đơn mục tiêu thôi. Mà PvE là có thể là các bạn sẽ gặp nhiều cái thể loại đánh sát thương lan, rồi những cái thể loại mà nhiều creep nó đập team các bạn, thì với những cái chiêu heal gọi là hồi máu đơn như vậy, nhiều khi các bạn hồi máu không kịp. Cho nên là đi PvE các bạn có thể dùng Destiny hoặc là Angelica hoặc là Montmorency, đó là những lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên trong PvP thì Ruel gần như lại là nắm chùm luôn, bởi vì cái khả năng bảo kê đơn rất là tốt. Nếu như chỉ còn một mình Ruel hoặc là chỉ còn Ruel với một hai hero gì team mình á, thì Ruel có thể bảo kê xuyên suốt trận đấu luôn mà đánh rất là ức chế. Nếu như các bạn là đánh hero mà gọi là sát thương chính với team địch á, thì Ruel có thể hồi sinh lại. Nếu như các bạn tập trung đánh Ruel á, thì sát thương chính bên team địch nó có cơ hội nó lộng hành, thì nó rất là phiền, nghĩ thế là rất là phiền luôn. Cho nên là Ruel offline sẽ tỏa sáng chủ yếu là trong PvP, đặc biệt là trong Guild Wars, bởi vì Guild Wars có 3 người thôi. Cái team Guild Wars chỉ có 3 đứa, cho nên khả năng bảo kê của Ruel nó càng tăng thêm một bậc nữa. Bởi vì Ruel chuyên là bảo kê đơn mà. Thì đó chính là vai trò của Ruel các bạn, tỏa sáng chủ yếu là trong PvP. Thì với cái bộ chiêu của Ruel á, nó gọi là nó phụ thuộc vào lượng máu tối đa của Ruel. Cho nên là cái nguyên lý nâng độ á, thì các bạn hãy chú trọng một chút vào máu. Mặc dù là chỉ số base gọi là gốc máu gốc đó, nó không được cao lắm, nhưng mà các bạn hãy ráng nâng máu lên khoảng ít nhất là khoảng khoảng 20.000 máu. Tất nhiên là trên đó thì càng tốt, nhưng mà ráng ráng cho đến khoảng 20.000 máu là các bạn thấy khả năng hồi máu của Ruel nó rất là khủng với cái chiêu 2 và chiêu 3. Với cái chiêu 1 Soul Burn luôn. Rồi, thủ thì do cái thủ gốc của Ruel nó khá là cao rồi, cho nên các bạn có thể để ở cái mức khoảng 1.500 thủ, 1.500 defense là cái mức sàn cho Bruiser đó. Hoặc là các bạn cũng có thể nâng kéo lên luôn cũng được, cho Ruel trở nên trâu bò hơn thì cũng ổn thôi, nhưng mà nên ưu tiên máu hơn là thủ các bạn, bởi vì nó còn ảnh hưởng đến khả năng hồi máu nữa. Thủ thì khoảng 1.500 trở lên là có thể ổn được. Speed thì với cái đặc tính là speed khá là thấp, cho nên là nó khá khó build. Mình nghĩ speed nhìn chung cho tất cả những hero hồi máu là khoảng chừng 150 trở lên là có thể ổn. Tốt nhất là khoảng chừng 180, 200 là ở cái mức sàn sàn. Gọi là cái mức sàn nếu như các bạn sách đi arena á. Còn không thì nếu không đạt đến mức đó thì chừng khoảng 150, 160 là cũng ổn rồi. Lúc đó là các bạn gắn một cái set speed vô á. Và dày speed vô thì có thể kéo được Ruel lên tới mức đó. Một cái điểm khó đó chính là các bạn cần phải để ý effect resistance. Các bạn hãy ráng kéo effect resistance lên cao một tí, bởi vì Ruel mà kháng hiệu ứng nó mới đáng sợ, còn Ruel mà không kháng hiệu ứng thì cũng như không. Bởi vì hiện tại có những cái hiệu ứng như là câm lặng nè từ Oxlos, hoặc là những hiệu ứng ví dụ như là provoke từ những hero Bruiser, hiệu ứng khiêu khích đó, thì khi mà trúng những cái hiệu ứng đó hoặc là thậm chí trúng cái phá giáp thôi thì Ruel cũng trở nên là hơi bất lực một tí. Do đó các bạn hãy ráng kéo cái effect resistance này lên khoảng chừng 150 trở lên là có thể yên tâm một chút về cái mảng resistance. Thì tới đây là có vẻ hơi bị khó rồi á, bởi vì các bạn phải kéo 20k máu rồi 150 effect resistance rồi speed khoảng chừng 150 nữa. Các bạn phối hợp được cái set speed với lại set resist thì cái đó cũng có thể đạt được. Một lựa chọn khác là các bạn có thể dùng cái set free từ event đó, cái set health mà 75 á, hiện tại cái set đó mình đang gắn cho crown. Thì cái set đó nó cũng có nhiều cái chỉ số thiên về phòng thủ, các bạn cũng có thể gắn tạm cái set đó cho Ruel cũng ok luôn. Thì cái hướng build thứ nhất là speed resist, hướng build thứ hai là các bạn có thể build cái set health là cái set cộng máu á, hoặc là cái set defense cộng def, hai cái set đó có thể là farm ở golem. Cái hướng build thứ ba là các bạn có thể, cái này hơi lạ lạ một chút, là các bạn có thể farm cái set counter từ Banshee. Nghe nó hơi hơi nhảm nhảm, nhưng mà thường counter gắn vô Ruel là nó counter hơi bị nhiều. Mình cũng không hiểu tại sao, và khi Ruel counter thì cái chiêu một nó có khả năng hồi máu được, cho nên là nó càng tăng thêm cái sự ở trâu bò của Ruel. Thì tất nhiên là khi mà counter như vậy lượng speed của bạn sẽ hơi bị giảm lại một tí,
Và các bạn vẫn nên giữ vững cái chỉ số effect resist và máu và hy sinh cái speed để mà build cái set cao tò đó lên. Thì đó là cái hướng build thứ ba, hướng build cao tò. Và thậm chí có những cái người chơi hơi bị dị hợm chút là build sát thương cho Ruel thì không nên lắm. Tại vì cái chỉ số attack gốc của Ruel khá là thấp. Tuy nhiên nếu như các bạn nào muốn thử cảm giác mạnh thì vẫn có thể build sát thương được. Thì nói chung là các bạn có thể dùng set speed, set resist. Resist hình như là trong Banshee, hoặc là set cao tờ cũng trong Banshee luôn. Hoặc là ở Golem thì có set máu và set death. Những cái set đồ đó các bạn hoàn toàn có thể gắn cho Ruel và đẩy chỉ số lên khoảng 20.000 máu, 150 speed và 150 resist là có thể ổn. 1.500 death luôn. Về artifact cho Ruel á, thì có một cái tin tốt là cái artifact mạnh cho Ruel nó không nhất thiết là 5 sao các bạn. Nó là cái artifact này đây, Water's Origin. Nó làm cho Ruel trở nên đã khó giết rồi lại càng trở nên khó giết hơn. Bởi vì là khi mà đánh Ruel xuống một cái lượng, mất một lượng máu nhất định đó, thì Ruel sẽ được nhận thêm combat readiness và hồi thêm máu nữa, 8% máu. Cho nên cái artifact này nó gần như là trấn phái cho Ruel mà đứng tăng luôn. Bởi vì là đánh hoài mà Ruel nó không chết, trừ khi các bạn nút chết Ruel thôi, chứ không là Ruel lại sẽ cứ tới lượt và cứ hồi máu liên tục luôn. Thì chính là Water's Origin các bạn. Những cái artifact 4 sao khác thì các bạn nên tham khảo thôi, chứ tốt nhất vẫn là Water's Origin. Về artifact 5 sao thì artifact phù hợp nhất đó chính là Idol's Cheer các bạn. Nó cũng tương tự cái cơ chế như là Water's Origin đó, nhưng mà nó thêm một cái lớp nữa, đó chính là khi mà Rail bị tấn công mà còn đồng minh thì đồng minh có attack cao nhất sẽ được đẩy combat readiness lên. Thì đó chính là nó cũng dựa trên cái cơ chế khắc phục cái đặc điểm là đi chậm của Ruel. Và khi Ruel còn một mình thì nó sẽ tự đẩy combat readiness Ruel lên. Và khi đó là skill hồi sinh chỉ hồi có 4 lượt thôi. Nó đẩy một hồi là Ruel sẽ có chiêu hồi sinh lại, rồi hồi sinh cho đồng minh, hoặc là hồi sinh đứa nào đó, hoặc là tự búp bản thân mình cũng được, hoặc là búp đồng minh các kiểu. Thì đây chính là cái artifact mà giúp Ruel có thể khắc chế được cái đặc điểm là đi chậm của mình. Một cái artifact khác cũng đáng quan tâm các bạn, một cái artifact 3 sao có thể dùng tạm nhưng mà cũng không kém phần mạnh, đó chính là cái cây nến này đây. Thì như các bạn biết đó, với 3 lượt hồi chiêu 2 và 4 lượt hồi chiêu 3, nếu mà gắn cái cây nến này vô, các bạn có 40% khả năng trừ cooldown đi một lượt khi mà Ruel bị tấn công. Thì đó, thì có khả năng là Ruel hồi máu rồi và nhận một vài đòn từ Boozer bên team địch đó, rồi có khả năng là hồi lại chiêu hồi máu luôn, cho nên là hồi máu liên tục và có thể đứng tăng liên tục luôn. Thì đó là nếu như các bạn hên 40% này nó nhảy hoài thì Ruel sẽ trở nên rất là đáng sợ trong những trường hợp như vậy. Thì đây cũng là một cái artifact mà rất là đáng để là cân nhắc gắn cho Reapply nếu như các bạn không có Water's Origin hoặc là Idol's Cheer, hoặc là nếu như các bạn muốn chơi nó bất ngờ một tí, hên xui một tí, thì các bạn có thể cân nhắc dùng cái cây nến này khá là mạnh cho Ruel apply. Thì nên chung về Ruel các bạn, bởi vì cái vai trò của nó tập trung chủ yếu vào PvP, nó không có được gọi là dàn trải, ví dụ như là Arbiter Virage hoặc là Spectre Tenebria, các bạn có thể đi PvP, PvE được luôn. Còn từ Ruel trở xuống, ví dụ như Ruel nè, Martial Artist Ken, Chucky Xe hoặc là Dark Corvus thì nó thường tập trung về PvP nhiều hơn, cho nên là nó sẽ xếp dưới hai cái lựa chọn vừa rồi. Tuy nhiên trong cái những cái lựa chọn mà để đi PvP thì Ruel nó lại rất là mạnh, do đó mà là mình xếp cái vị trí mà chọn Ruel nó trước hơn so với lại Ken, Corvus với lại Chucky Xe. Thì bởi vì cái độ trâu bò lì đòn của nó, đồng thời là hỗ trợ team rất là mạnh, cái chiêu hồi sinh độc nhất vô nhị luôn, hồi full máu và tặng thêm cái hiệu ứng mà chặn sát thương nữa, rồi kèm thêm chiêu 2 vừa giải hiệu ứng vừa hồi máu, chiêu 1 thì lâu lâu burn một cái là có thể hồi máu cho team luôn, thì khả năng support rất là tốt. Cho nên nếu như các bạn đã có đầy đủ team đi PvE rồi và cần tìm một cái lựa chọn PvP mà thiên hướng về support thì Ruel Apply sắp tới sẽ là một lựa chọn mình nghĩ là rất là tốt cho các bạn chọn. Thì mình xin kết thúc bài review tại đây, hy vọng là sẽ có đầy đủ thông tin cho các bạn có thể quyết định là chọn được cái Hero Moonlight 5 sao sắp tới. Rồi thì mình xin end video, hẹn gặp lại các bạn trong cái video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.